đây, vườn sĩ căn. Đẹp quá ha. Tháng bên trong nó đẹp lắm này. Thấy đẹp không? Đẹp ha. Anh này anh kéo tay thật á. Nhưng mà cái này thái này thì nó là cái thái. Bông thái này nó là chỉ có đam mê nó thiệt chứ. Đỉnh chưa? Anh để cái này trên nó lọc xuống rồi. Quá đỉnh. Cái vườn đẹp. Vườn anh đẹp á. Anh đúng. Đúng anh nuôi đam mê. Cái hàng rụt đó. Dạ. Nếu mà vàng bình linh á. Dạ. Xung quanh nó nhiều lắm. Dạ. Mà bình linh mà nó bắt đầu ra được á. Dạ. Được thì anh tiền của nó. Dạ. Dạ. Đó, mấy cái gốc này cứ bên như vậy này. Đẹp quá này. Mấy cái này gọi là gì ta? Giả hạt anh. Mấy cây này cái gì anh? Giả hạt hết đúng không? Sao nhìn giống cái kiểu người ta chơi đột biến, người ta cũng chơi kiểu này ta? À, ý là lên nó hên nó ra đột biến thì nó ra vậy anh? À. Cao hơn. Em nhắm này coi. Cái này giống gốc si vậy. Đúng rồi. Không phải à? Cái trường chua đó, cái đó là cây chết rồi cho nó. Mày coi thử coi, mày đưa cái này ra, mày đẩy cái thử coi cho anh gửi cái giá của cái này bao nhiêu. Gốc này vận chuyển cực lắm rồi nha. Đơn giản có gì người dạ. Ta đã chơi rồi. Dạ đúng rồi đúng rồi. Không mấy cái trong này này, mấy cái trong của anh này, mình nhìn nó mới thích cái này này. Đó cái này này. Đó cái này mà cái kiểu mà nó bị suối nó. Đang nhu cầu bán nè. Em đang đẩy thử cái này là bao nhiêu. Không không. Cái này thủy tiên hết à ta? Cái này hả? Dạ. Cái này đa số là nó là Lanro là nhiều. Rất là nhiều dòng ở trong này. Dạ. Nhưng mà Lanro là nhiều nhất. Lan gì à? Lanro. Lanro là nhiều nhất. Lanro là lan gì đó? Dòng Lanro. Dạ. Lanro đá, Lanro nhiều. Ủa, nhiều nó ra Lanro nhất. Ra bông đẹp quá ta. Nó có đủ thứ loại trong này chứ không phải đâu. Dạ, ra bông đẹp quá ha. Ra bông 4 mùa. 4 mùa. Ủa này héo hết rồi.